Chiều ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng cả nam và nữ để phục vụ công tác điều tra vụ việc tụ tập đua xe gây rối tại cầu Sài Gòn trong đêm ngày 15 tháng 8 vừa qua. Theo đó, qua công tác triển khai nghiệp vụ, Công an thành phố đã nắm bắt được thông tin về vụ việc hàng chục đối tượng là thanh thiếu niên lên kế hoạch tụ tập đua xe gây rối trên địa bàn quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức đêm ngày 15 tháng 8. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh lập kế hoạch bắt quả tang hành vi gây rối của nhóm này, bảo đảm an toàn cho người dân. Theo tài liệu điều tra, vào ngày 15 tháng 8, đối tượng Quách Tuấn Anh sinh năm 2003 đã nhắn rủ Trần Đoàn Thế Hải sinh năm 2003 và một số đối tượng khác tham gia đua xe nhằm so kè nhau. Sau lời rủ rê này, các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kè tốc độ. Các đối tượng chia thành 3 nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn, đoạn thuộc địa bàn phường 22 quận Bình Thạnh. Đúng 20 giờ 30 phút, nhóm đối tượng xuất phát từ đường Nguyễn Hữu Cảnh chạy qua cầu Sài Gòn xuống xa lộ Hà Nội rồi quay lại cầu Sài Gòn tổng cộng 4 lượt thì bị Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt và Công an quận Bình Thạnh chặn bắt quả tang, hốt trọn nhóm bạo đêm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ 40 người và 34 xe mô tô các loại. Sang ngày 16 tháng 8, thêm một số đối tượng khác tham gia trực tiếp gây rối trong đêm ngày 15 tháng 8 đã tự nguyện ra đầu thú, trình diện với cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, đến ngày 18 tháng 8, Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 25 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng.